Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng thầy lợi các bạn. Hôm nay mình nói về viết tập hợp bội nguyên chung của 18 và 24. Khi để tìm bội chung, của 18 và 24 thì các bạn có rất nhiều cách, được chưa ạ? Rất nhiều cách. Cách thứ nhất đó là các bạn dùng kiến thức nền. Ý nó là tìm bội, sau đó tìm bội bội chung. Cách hai đó là các bạn dựa vào thừa số nguyên tố, Cách ba đó là các bạn bấm máy tính. Thì mình sẽ dùng cách hai nha các bạn. Còn cách 1 và cách 3 các bạn muốn thì bạn comment ở phía dưới, mình sẽ gỡ đường link nha các bạn. Rồi, thì các bạn thứ nhất nè, 18 thì các bạn sẽ ra là 2 nhân 3 mũ 2. Khi cách bấm nha, cách bấm máy tính thì bạn bấm on nè, sau đó bấm 18, sau đó bấm shift, xong rồi bấm phím FACT, được chưa? Phím shift này là phím nằm ở trên cùng bên tay trái, còn phím FACT này là bên tay trái hàng thứ tư cột thứ hai, được chưa? Rồi tương tự 24 sẽ bằng 2 mũ 3 nhân 3, được chưa? 2 mũ 3 nhân 3. Rồi tiếp theo các bạn tìm bội chung nhỏ nhất của 18 và 24 bằng, thì bội chung nhỏ nhất là ta lấy cái phần chung và phần riêng, mũ cao nhất. 2 mũ 3 lấy 2 mũ 3, 3 mũ 2 lấy 3 mũ 2, thì các bạn nhân lại sẽ ra bao nhiêu ạ? Đây 8 nhân chứng là 72, được chưa ạ? Khi các bạn đã có bội chung nhỏ nhất thì các bạn sẽ tìm được bội chung của 18 và 24 sẽ bằng, lấy bội chung nhân cho 0 nè là 0 nè, nhân cho 1 là 72 nè, nhân cho 2 là bao nhiêu ạ? Nhân cho 2 là 144, cứ tiếp tục như vậy, được chưa? Nhưng do ở đây là bội nguyên chung nên mình sẽ lấy số đối của nó, đây là mớ là bội chung của 18 và 24 của số tự nhiên thôi các bạn, số tự nhiên thôi. Bây giờ mình tìm bội chung của 18, 24, bội nguyên nha các bạn. Thì các bạn lại viết lại hàng này, thêm dấu trừ nữa thôi. 0, 72, 144, chấm chấm chấm. Tiếp tục lấy số đối nữa, trừ 72, trừ 144, chấm 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 chấm. Ok chưa ạ? Vậy tập hợp bội nguyên chung của 18 và 24 chính là những cái phần tử như sau, được chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.